giờ đã cũng là đêm rồi, 9 giờ 10 giờ 9 rưỡi gì đó. Giờ Kim sẽ chuẩn bị ăn hết những cái thứ này. Mọi người biết mấy thứ này gọi là gì không? Cái này gọi là xúc xích chiên, nó có cái bột ở ngoài á. Thế là thấy hấp dẫn rồi. Kim đợi đến ngày hôm nay không được ăn, Kim đợi mấy tuần rồi. Bây giờ sẽ ăn thôi. Mà trước khi ăn á, Kim đã chuẩn bị một là tương ớt, hai là mayonnaise để ăn cùng cho đỡ ngán. Ok, let's Đây là hot dog. Ê, cái này cũng không phải gọi là hot dog nữa, là ngũ cốc, xúc xích trên ngũ cốc đó, cái xúc xích bên trong đó, ngũ cốc ở ngoài đó. Này. Nóng hổi. Chấm tương ớt chứ à? Ngon ghê. Là lần thứ ba cái ăn này. Là như bánh mì ở ngoài á. Xong rồi anh phô mai ra. Hôm bữa Kim á và gọi cái này thử, lúc đấy Kim không biết là có quay hay không, mua hai cái. Kim với ba đi ăn, đi học về á, thấy cái này bán nhưng mà nó chỉ có loại phổ biến và phổ biến thôi, phổ biến là cái loại này, còn mấy cái loại này thì không có đó. Thì Kim đi kiếm thì thấy là mình thấy cái này. Kim ăn hết trong 3 phút. Chưa tới 3 phút, nhanh. Ông to lắm luôn. Ngon quá. Bây giờ là Kim chuẩn bị đi ngủ rồi đó, mà phải gọi cái này ăn đêm cho mập. Giờ này Kim gầy quá. Nghe Kim thử xem ăn hết chào cái không? Cái phần cuối đó, nhưng mà ok. Ủa nặng đấy. Bây giờ Kim sẽ ăn là phổ biến nhất. Mình thấy bên bên Hàn á hay ăn này nên mình mới mua thử về ăn xem như thế này. Mà bây giờ mình sẽ phô mai, nó nặng là cho phô mai á, bây giờ còn chưa cắn tới xúc xích nữa.
Điểm lên menu này. Ở cái quán khi mua chỉ có bốn loại thôi: cà tây, ngũ cốc, mì lại phổ biến. Xúc xích đâu rồi? Không có xúc xích đâu. À đúng rồi, xúc xích thế. Lừa mình. Chưa được gì à? Bây giờ Kim sẽ ăn lại mì xem nó có khác gì không nha. Mình người ta chia ra cũng được. Cái này khác hơn mấy cái kia, cái này giỏi không? Dạo này em khi mà đề cương quá trời nhiều câu quá, ước gì mình học 4 câu và thi 4 câu thôi, đơn giản. Cái thứ ba là khi mình ngán à, ngán siêu hấp dẫn rồi. Nhìn nhìn cái mì này nào, phải bóp nát ra như mấy cái mì mà mình hay mua ở trước trường á, 500 đồng một bịch. Mọi người nhớ cái bịch không? Bịch mì trẻ em á. Ngày xưa khi học trường công khi biết, bây giờ học trường quốc tế không mua được. Nhờ khi này hơi ngán. Mình còn chưa thử một loại nữa, loại khai tây. Mình nghĩ anh mình cũng thèm này lắm, chắc tí mình để dành cho hai ba cây gì đấy, anh mình cũng ăn.
Hôm bữa mình mới thi tiếng Anh á, mình thi nói tiếng Anh, hai người Việt chấm cho mình thi speaking test, vui lắm. Và đấy mà giọng mình nói mà bình thường mình nói vậy đúng không? Và đấy mình cứ cái giọng nó cứ rung 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 rung, không hiểu luôn. Kiềm chế mà kiềm chế mà. Cây ba à? Trời ơi. Bây giờ mình sẽ thử một loại cuối cùng là loại này. Mọi người đoán xem mình sẽ ăn bên nào? Mình sẽ ăn bên này. Ý dồi ôi, nặng quá, chắc bên này cũng có phô mai quá. Ăn thử, ăn thử, ăn thử. Mình đoán thôi nhá, chứ mình không biết nhá. Không, phô mai. Bây giờ mình cảm thấy mình quá no. Ngọt không? Có rất đẹp. Nó quá đi mọi người. Những cái bột chiên này dễ là mình ngán lắm. Không như phải ăn được 3 cây là quá rồi. Mà ăn loại này á, mình sẽ ăn phô mai á, nó ngon. Nhìn bốn loại này đều ngon hết. Nhưng mình nghĩ đến đây ăn ít thôi. Khá chịu nổi lắm. Thì những phần này bây giờ mình sẽ cho ba mẹ và anh em vừa đấy xí cái này với cái này, còn hai cái này thì ba mẹ tự nhiên nhau. Ok, vừa nãy thì em tí ăn tiếp. Thôi, thì video của em đến đây là kết thúc rồi. Cả nhà nhấn subscribe, like, share video và subscribe kênh YouTube của em.